Toshidele, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu chúng ta bắt đầu một cái chuỗi giải một chuỗi đề dành cho các bạn đang luyện thi lớp 9 lên lớp 10 nha. Hiện tại thì chúng ta đã có một ở một số số nơi á, chúng ta đã có cái thông tin là chúng ta phải thi lớp 9 hay lớp 10 rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi vào một cái chuỗi bộ đề để chúng ta giải, chắc cũng phải vài ba chục đề gì đấy nha. Thì từ đây cho đến khi hết học kỳ 2 thì thầy sẽ cố gắng giải càng nhiều đề cho các bạn càng tốt nha. Các bạn lớp 9 các bạn có thể các bạn nào chúng ta đang theo dõi video á, theo dõi buổi livestream thì có chúng ta chia sẻ cho các bạn theo dõi để chúng ta nắm được cái những cái chuỗi đề này, lớp 9 lớp 10 này nhé. Rồi bây giờ đề số 1. Thầy sẽ cố gắng ta, bởi vì đề tự luận cho nên là thầy sẽ cố gắng ta ghi đề thật là nhanh nhé. Các bạn theo dõi và chúng ta ghi lại cái đề này nha. Bài số 1. Bài 1 nha. Bài 1. Phần 1. Phân tích thành nhân tử. Ok, không sao. Rồi. Thứ hai đó là rút gọn biểu thức. Rồi các bạn chúng ta ghi đề đi nhé, chúng ta ghi đề ha, chúng ta ghi đề rồi sau đó khoảng 5 phút thầy mới gọi thầy đi giải bài này nha.
Rồi chúng ta bắt đầu đi, chúng ta sửa bài này ha. Các bạn thầy bởi vì cái này là luyện đề cho nên là các bạn cần phải có thời gian chúng ta làm. Thì chúng ta suy nghĩ rồi thầy sẽ hướng dẫn nhé. Các bạn vui lòng chúng ta chia sẻ cái buổi livestream này cho các bạn lớp 9 đi. Thầy sẽ có lịch cố định đấy, lịch cố định chúng ta livestream để cho các bạn chúng ta sắp thời gian chúng ta theo dõi nhé. Rồi bây giờ bài số 1. Thì cái này bài này thì mới câu đầu tiên mà thấy khó liền ha. Thì bài này là chúng ta gộp lại thôi. Gộp lại, tách ra và gộp lại nhé. Cái này bài này chúng ta tách này là thành x mũ 4 này, cộng cho gì? Trừ cho x mũ 3 đi. Trừ x mũ 3. Cộng cho x bình. Cộng cho 4x mũ 3. Trừ cho 4x bình. Cộng 4x. Cộng x bình. Trừ x cộng 1. Còn lý do vì sao mà chúng ta tách ra như thế này á, đây em ta ôn lại nha, bởi vì đó đây là một cái đa thức bậc cao. Để phân tích anh này thì nhân tử thì ta phải khai thác được cái gì, chúng ta cần phải xác định được là mình cần phải có một cái nhân tử chung ha. Thì ở đây chúng ta tách ra này, 3x mũ 3 thì ta tách thành trừ x mũ 3 cộng cho 4x mũ 3, trừ cho 2x bình thì chúng ta tách thành gì, trừ 4x bình. Hai chúng ta tách đây, anh đây một x bình, anh đây một x bình nữa đây. Như vậy ta tách rút x bình ra ngoài này, x bình này trừ x này cộng 1 này cộng cho 4x này, x bình này trừ cho mấy nha, trừ x này cộng 1 này, anh này cũng là x bình này trừ x cộng 1 này. Các bạn thấy chúng ta tách chỉ cần như thế này xong đặt thừa số chung là ra được ngay ha. Đây anh này cộng mà nhân cho mấy nữa, x bình cộng 4x cộng 1. Thầy sẽ cố gắng, chúng ta sẽ chia cái một cái đề này chúng ta làm thành ra là khoảng từ 2 đến 3 buổi nhé. Bởi vì một cái đề mà toán 9 đến 10 thì thời gian nó rất là dài. Để xử lý được một cái đề ấy, thì yêu cầu chúng ta phải ít nhất phải được phải mất cả vài tiếng đấy nha. Thì một buổi live của thầy tầm cả 45 phút thôi, ta sẽ xử lý từng câu một nha. Ta có này, ta có chỗ này tí xíu là x mũ x bình cộng 4x cộng 1 thì bằng gì? X bình cộng 4x cộng 4 trừ 3. Đấy. Thì anh này anh bằng này x cộng 2 bình phương này trừ cho căn 3 bình phương này. Như vậy anh này là bằng x cộng 2 trừ 3 trừ căn 3 và x cộng 2 cộng căn 3. Được chưa? Như vậy cái này ta có nhá, như vậy ta suy ra hai. Rồi chúng ta tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục. Bài số 2 trong bài 1, phần số 2 trong bài 1 là rút gọn biểu thức. Cũng là một cái dạng mà để cho các bạn chúng ta luyện thi lớp 9 và lớp 10 đây ha. Thì bây giờ mình đi vào bài số 2. Câu số 2 đó là câu A. Câu 2A nhé. Là A bằng căn 8 trừ 12 căn 2. Căn của 8 trừ 12 căn 2 nhé, chia cho căn 3 trừ 1. Đây. Rồi bây giờ đối với bài này thì việc đầu tiên là mình phải nghĩ ngay đến gì? Chúng ta cần phải biến cái anh trong căn này trở thành một cái biểu thức bình phương. Được chưa? Biểu thức bình phương. Thì anh này thầy sẽ tách thành nè, là chúng ta tách thành anh này thành gì, có thể là 2 nhân cho 4. Thì chỗ này là thầy sẽ tách thành luôn ha, căn 2 trừ căn 6 bình phương, căn 2 trừ căn 6 hoặc căn 6 trừ căn 2 gì đấy bình phương. Được chưa? Còn vì sao như thế, các bạn thử căn khai bình phương cái này ra nhé.
Chỗ này thầy cũng sẽ không không làm gì quá nhiều đâu. Rồi các anh trên căn này nè, căn 2 trừ căn 6 bình phương, thì rõ ràng chỗ này khi chúng ta khai trị ra, chúng ta lưu ý nhé là căn của A bình thì bằng bằng trị A. Đấy, như vậy lưu ý cái này thì bằng trị của gì? Trị của căn 2 trừ căn 6 chia cho mấy? Căn 3 trừ 1 bằng. Mà trị căn 2 trừ căn 6 thì bằng phải anh bằng anh lớn hơn trừ anh nhỏ hơn nhé. Bởi vì cái trị tuyệt đối luôn luôn là số gì? Số dương. Thì trên như vậy anh này sẽ bằng căn 6 trừ căn 2 chia cho căn 3 trừ 1. Và anh ta rút căn 2 ra ngoài. Được chưa? Căn 2 chúng ta rút ra ngoài. Thì này là căn 3 trừ 1 này chia cho căn 3 trừ 1 này. À, chúng ta rút gọn đi nha. Thì bằng cái này bằng mấy? Bằng căn 2. Được chưa? Đấy. Thành giống như thế nhá. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta vào câu B. Câu B là một cái biểu thức chữ x. Câu B là biểu thức chữ x. Câu 2B nhé. Là anh này là bằng B bằng 15 căn x trừ cho 11 chia cho x cộng 2 căn x trừ cho 3 cộng 2 trừ 3 căn x chia cho căn x trừ 1 trừ cho 2 căn x cộng 3 chia cho căn x cộng 3. Thầy nhắc lại nhé, đây là một cái chuỗi video về đề luyện thi lớp 9 đến lớp 10. Thì yêu cầu ấy là những bạn chúng ta đã nắm căn bản được chương trình, cả chương trình lớp 9 rồi, thì ở cái đề này là một ở mức độ nâng cao một tí xíu nhé. Chúng ta bắt đầu giải đề đây, thì một cái lộ trình chúng ta giải tầm khoảng 20 đến 30 đề cho đến khi chúng ta kết thúc cái chương trình lớp 9 và chúng ta vào kỳ thi lớp 9 đến lớp 10 nha. Thì các anh chị chúng ta hoặc là các bạn chúng ta xem live thì chúng ta chia sẻ cho những cái bạn lớp 9 đến lớp 10, hoặc là chúng ta có con đang học lớp 9 thì chúng ta có thể là cho các bạn chúng ta xem live để chúng ta bắt đầu cái lộ trình thêm một cái chuỗi đề luyện thi nhé. Rồi bây giờ chúng ta nhân quy đồng hết lên thôi. Bài này chả có gì. Đây là cái mẫu này là tách cái này thôi nha. Bằng này. Tách cái này thành gì? Nhân quy đồng hết lên ha. Thầy nhân quy đồng hết lên nhé. Thầy nhân hết quy đồng lên dài, nhân ra hết luôn. Anh này nhân anh này này, rút gọn hết luôn. Thì ở đây thầy sẽ có được nè 15 căn x trừ cho 11 cộng 2 căn x cộng 6 trừ cho 3x thì 5 căn x trừ 2x trừ 3 căn x cộng 2 căn x cộng 3 chia cho là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 3 bằng. Rồi rút gọn cái tử đi nha, rút gọn tử đi. Thì sau khi rút gọn tử chúng ta sẽ có chỗ này là rút gọn luôn ha, là chúng ta sẽ còn nè 7 căn x, 7 căn x trừ cho 5x trừ 2 chia cho ở dưới này là căn x trừ 1 nhân cho căn x trừ 3 cộng 3. Cái bài này là chủ yếu là nhân quy đồng đây thôi, yêu cầu chúng ta tính toán sao cho nó chính xác thôi nha. Như vậy ở đây thì chúng ta sau khi rút gọn rồi thì chúng ta phân tích cái này ra luôn, hoặc đây là trừ cho căn x trừ 1 nhân cho 5 căn x trừ 2 chia cho căn x trừ 1 nhân căn x cộng 3. Chúng ta rút gọn cái này đi. Như vậy chúng ta sẽ bằng 2 trừ 5 căn x chia cho căn x cộng 3. Đấy. Là hình dung được không nhỉ?
Rồi bây giờ tao đi vào câu số 3. Câu số 3, thầy viết lại đề câu số 3 nhé cho các bạn chúng ta hình dung. Câu số 3 của bài 1. Cái đề này khá là dài đi nhá, giải trong vòng 150 phút mà. À, cho các số thực xy thỏa mãn x bình cộng 2 y bình trừ 2 x y trừ cho 4 x cộng 6 y cộng 5 bằng bằng 0. Rồi tính biểu thức, bài này cũng thuộc dạng nâng cao đây nhé. Tính p bằng x 2011 cộng cho y 2012. Rồi hôm nay chúng ta sẽ test thử cái bài số 1 này thôi nhé. Vì buổi này cũng khá là trễ rồi. Hôm nay thầy chỉ like cái bài 1 này thôi nhé. Chúng ta khởi động một cái chuỗi đề thi. À, để chúng ta có một cái nội dung cho chúng ta các bạn lớp 9 lên lớp 10 lớp 10 nha. Rồi giờ mình sẽ làm cái gì đây nhỉ? Đầu tiên là chúng ta cần phải đi biến anh này trở thành một cái biến cái biểu thức một của chúng ta này. Một tương đương với a. Chỗ này ta sẽ tách ra x bình trừ 2x nhân y cộng 2 cộng cho y cộng 2 bình phương cộng cho y bình cộng 2y cộng 1 bằng 0. Tức là chúng ta đi biến thành hai cái tổng, hai cái anh bình phương cộng với nhau bằng không. Thì ở đây là anh này bằng cái gì nhỉ? Bằng x nè, trừ cho anh này là b này, trừ cho y trừ 2 bình phương cộng y cộng 1 tất cả bình bằng không. Đấy như vậy ta có gì? À, đồng thời hai anh này sẽ ra luôn. X bằng y cộng 2 và y bằng trừ 1. Như vậy x của chúng ta bằng x bằng 1 và y bằng thì bằng trừ 1, ta thế vô đây thôi. Như vậy suy ra B bằng 1 mũ 2011 cộng cho âm 1 mũ 2012. Như vậy này bằng đây là 1 1 anh này bằng 2 chưa. Đây thôi, hôm nay chúng ta khởi động một cái buổi video để thầy xem thử cái lộ trình chúng ta một buổi ấy, là bởi vì đề khá dài cho nên là nếu như một buổi chúng ta nói thì không thể nào hết được. Hôm nay thầy khởi động xem thử một bài là sẽ chiếm được bao nhiêu thời gian like nha. Thì chúng ta chia đề nó ra thành nhiều cái buổi khác nhau thì các bạn có thể xem lại trong quá trình thầy like nha. Còn bạn nào chúng ta có nguyện vọng chúng ta học và luyện thi từ lớp 9 đến lớp 10 thì chúng ta có thể đăng ký trực tiếp vào Facebook của thầy hoặc là chúng ta có thể gọi vào số hotline của thầy nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại bạn trong những buổi live tiếp theo nha.